Chào mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một quán cà phê, trà sữa kết hợp với cả đồ ăn buffet. Quán này nằm ở thành phố Tuyên Quang, ngay đằng sau Vincom mới xây. Đấy là một đường khu đường mới, rất nhiều quán xá đang được xây dựng này. Bia này. Đấy, chỗ để xe ô tô thoải mái. Quán thiết kế theo phong cách cực kỳ hiện đại. Ngày hôm qua vừa mới khai trương xong. Khai trương được 3 ngày rồi. 3 ngày thì quán lúc nào cũng full công suất luôn. Và buổi trưa thì hơi vắng một chút. À, đi vào ngay ở cửa là bị cá coi này. Chưa kể là nó cũng phải hết công số. Cá coi chắc hôm nay giờ đến trưa đi ngủ hết rồi. Đây, đi vào, bước vào bên trong này. Không gian quầy bar. Đây là tầng 1, chơi phục vụ khách cà phê. Quầy bar. Cũng shop cung cấp 100% máy móc cho quán. Anh em đi nhờ khác. Đây là máy pha cà phê Simonelli, đun nước, đun bàn, hai con máy xay 630B. Airpod. Đây là hai con máy xay Foster 600 800A. Luban máy làm đá Luban này, máy to luôn. Tầng 2 nhá. Quán có hệ thống quần treo rất đẹp. Nói gì đi em? Tầng 3 sau này sẽ làm không gian của buffet nhé. Sky view luôn. Ra buffet thư giãn, xích đu, cầu trượt, BBQ đẹp luôn, mắc đẹp. Auto shop hân hạnh ở nhà tài trợ cho chương trình này. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.